Chào cả nhà. Hôm nay buổi sáng đi ra vườn đặng quay cây khoai mì Cẩm Thạch gửi cho khách. Thì đi ngang thấy em hoa này nở rất là đẹp. Nụ nhiều lắm nha cả nhà. Đó, cây hoa lan này mình trồng hả thì có hoa quanh năm. Hoa rất là bền hoa nha. Rồi bây giờ mình quay cây khoai mì cho mọi người coi nè. Đây là cây khoai mì ha, lá cẩm thạch mình trồng trong cái chậu củ, nó nổi lên nhìn rất là đẹp, củ nó màu vàng nha cả nhà, gốc cây rất là bự luôn. Đó, mọi người nhìn thấy đã không? À, lá là sum suê luôn ha. Cái dòng khoai mì này mọi người biết sao không, nó hiếm khi rụng lá lắm, nó rất là ít rụng lá nha. Chỉ khi nào mà mình bỏ nó, mình lâu quá mình không tưới nước á, mấy ngày nắng nóng mà không tưới nước á thì nó hơi bị héo héo buồn buồn cái lá, cái mình tưới cái nó tươi lại à, nên cây lúc nào cũng tùm xanh mướt như vậy nè. Trồng khoai mì Cẩm Thạch làm bonsai rất là đẹp nha cả nhà, cái lá đẹp lắm. Đây là những cây khoai mì giống nè. Những cây này là mình đã trồng vô những cái chậu mà nó rất là ổn định rồi nha. Nó thuần, nó rất là ổn định, rất là cứng cáp rồi. Về mọi người thả vô những cái chậu đẹp á, mọi người trồng làm bonsai ha. Mọi người thấy nó đẹp không ạ? Chỉ là cây khoai mì thôi ha, mà nhìn đủ thứ màu hết á. À, trồng mà càng nắng á, thì cái màu nó càng đẹp nha cả nhà. Cái đọt nó thì sẽ là màu hồng, màu đỏ. Rồi bắt đầu khi mà nó lá nó già thì nó sẽ tản ra nhiều màu như vậy ha. Rồi, hoa nữa cả nhà. Đi ra vườn quay cây khoai mì thôi mà đi ngang hoa nhiều quá nên là cũng liếc ngang cho mọi người cùng ngắm với mình cho vui. Mình thì có đam mê về cây ăn trái nè, rồi những cây hoa đẹp. Nên nếu ai mà cùng sở thích á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn nếu muốn mua cây thì liên hệ số điện thoại 0835 921829 để xem cây về giá cụ thể từng loại ha.